Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay Dũng Dâu sẽ lên sóng và giao lưu với các bạn một con 365 này. Con này của nó là đời 2015 này. Đây này, SN2015 365 nhá, hàng xịn nhá. Con này gần như là zin tất nhá, trừ đúng cái bô này. Đúng cái bô này là thay rồi thôi, còn tất cả zin tất nhá. Đây, từ lam này, lam vẫn zin của nó nhá, lam còn đẹp nguyên này. Nội thất này, hơi ước zin hết nhá, hơi zin này, điện zin này, chế zin này, chế Wamro này. Có nghĩa là zin toàn bộ, trừ đúng cái bô thôi, cái bô không quan trọng lắm nhá. Ở đâu tất tần tật là zin hết đây. Tổng quát một vòng cho các bạn xem này. Và con này là giá công khai thôi nhá, 5.8 triệu là bao ship cho các bạn luôn. Nhưng mà mở ngoặc nhá, nhớ chuyển khoản đầy đủ nhá, chuyển khoản 100% thì là 5.8 triệu bao ship luôn nhá. Miễn mặc cả. Con này bây giờ là mới tinh của nó ấy, nếu mới tinh của nó giá thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Đấy, nếu giá hiện tại ngày 17 tháng 7, 365 mới tinh của nó là 12 triệu. Con này 5.8 triệu, giá rẻ hơn được một nửa. Con này còn ngon nhá. Nếu con này các bạn mua ấy, kể cả về sau các bạn dùng chán đi bán nhanh vẫn được 5 triệu. Nói chung là khấu hao nó ít, vì là cái máy này nó khấu hao rồi các bạn hiểu không? Chơi những cái dòng cơ xịn mà còn ngon này ấy, gần như là không lỗ, vớ vẩn bán còn lãi ấy. Đây, con này 5 triệu 8 này, về dùng chán bán nhanh vẫn được 5 triệu 4 triệu rưỡi. Ok chưa? Giờ mới bắt đầu rồi nhá, nổ thử cho các bạn xem nhá. Này, dân nổ đi. Giật thử cái hơi đã. Đấy, bực bực nha, hơi căng nhá. Đây đây. Rồi, đóng le vào. Garanti nổ phát 1 rồi này. Garanti nổ phát 1 luôn. Rồi 5.8 triệu nhá. Bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ nhanh nhá, số điện thoại 0855 7755. Đấy, nhanh thì còn, chậm thì hết. Vì nói thật là cũng không có máy để mà giao lưu với các bạn đâu. Vì là bán tại cửa hàng cũng không có đâu. Thi thoảng mới có, hiếm lắm. Con này lâu lâu mới săn được nhá, 5.8 triệu. Chuyển khoản 100% nhá, thì bao ship cho các bạn luôn.